Trong phong thủy và tâm linh, mỗi không gian trong ngôi nhà đều mang một nguồn năng lượng riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc của gia chủ. Nhà tắm, nơi tưởng chừng chỉ là không gian nhỏ bé và riêng tư, nhưng lại là một trong những khu vực có ảnh hưởng lớn nhất đến tài vận của cả gia đình. Đây là nơi tụ tập nhiều năng lượng âm, nước chảy ra từ nhà tắm cũng biểu tượng cho sự thất thoát tài lộc nếu không được bài trí và quản lý đúng cách. Những vật dụng mà bạn đặt trong nhà tắm có thể vô tình tạo ra sự mất cân bằng năng lượng, khiến tài lộc và may mắn bị cản trở, thậm chí đẩy gia đình vào cảnh nghèo khó, bất ổn. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 7 đồ vật xui xẻo, chứa nhiều tà khí, mà bạn tuyệt đối không nên để trong nhà tắm. Những vật dụng này không chỉ làm mất tài lộc mà còn khiến may mắn bỏ đi, đẩy gia đình vào tình trạng khó khăn về tài chính và vận mệnh. Hãy lắng nghe để bảo vệ tài lộc và may mắn của gia đình mình, tránh khỏi những điều không mong muốn chỉ vì một chút sơ suất trong việc bài trí nhà tắm. Một, đèn đỏ mang lại năng lượng tiêu cực và bất an. Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng lượng tích cực trong không gian sống, và màu sắc của ánh sáng càng quan trọng hơn. Đèn có ánh sáng đỏ trong nhà tắm là điều tối kỵ trong phong thủy. Màu đỏ trong không gian này không chỉ tạo ra cảm giác ngột ngạt, căng thẳng mà còn mang lại năng lượng tiêu cực, dẫn đến sự mất cân bằng trong không gian sống. Ánh sáng đỏ có thể kích thích năng lượng xấu, tạo ra cảm giác bất an, dễ dẫn đến những vấn đề về tâm lý và sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và thậm chí là gây ra sự căng thẳng trong các mối quan hệ gia đình. Thay vì sử dụng đèn có ánh sáng đỏ, bạn nên chọn ánh sáng trắng hoặc vàng nhẹ, tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu và giúp duy trì sự hài hòa trong nhà tắm. Ánh sáng mềm mại không chỉ cải thiện phong thủy mà còn tạo ra một không gian thư giãn, thoải mái, nơi mà gia đình có thể giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc căng thẳng. Để tăng cường hiệu quả của ánh sáng, bạn cũng nên kết hợp với việc sử dụng nến thơm hoặc tinh dầu trong nhà tắm, giúp làm sạch không khí và cải thiện tinh thần. Một không gian nhà tắm với ánh sáng và mùi hương hài hòa sẽ tạo điều kiện tốt để năng lượng tích cực lưu thông, giúp gia đình bạn luôn gặp may mắn và tài lộc không ngừng tăng tiến. 2. Nước tích tụ và cặn bẩn ngăn chặn dòng chảy của tài lộc. Nước là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong phong thủy, đặc biệt là trong nhà tắm. Nước tượng trưng cho tài lộc và sự thịnh vượng, dòng chảy của nước cũng chính là dòng chảy của tài lộc trong nhà. Tuy nhiên, nếu nước bị tích tụ, cặn bẩn hoặc không được lưu thông tốt, nó sẽ tạo ra năng lượng xấu, khiến tài lộc bị ứ động, không thể phát triển. Điều này đặc biệt đúng với nhà tắm, nơi nước là yếu tố chính trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu hệ thống thoát nước trong nhà tắm không hoạt động tốt, nước sẽ tích tụ lại, tạo ra môi trường ẩm ướt và dễ dàng gây ra ẩm mốc. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia đình mà còn chặn đứng sự lưu thông của tài lộc, khiến cho tài vận gia đình bị suy giảm. Để tránh những điều không may, hãy luôn đảm bảo rằng hệ thống thoát nước trong nhà tắm của bạn hoạt động tốt, không để nước tích tụ hay bị rò rỉ. Ngoài việc kiểm tra hệ thống thoát nước, bạn cũng nên thường xuyên vệ sinh và làm sạch các bề mặt để nước có thể lưu thông dễ dàng. Một nhà tắm sạch sẽ, thoáng đãng không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn giúp năng lượng tích cực lan tỏa khắp không gian, mang lại sự thịnh vượng và may mắn cho gia đình. Hãy luôn nhớ rằng, nước sạch và lưu thông tốt chính là chìa khóa để duy trì và phát triển tài lộc trong nhà. 3. Chai lọ rỗng tượng trưng cho sự trống rỗng và mất mát. Chai lọ rỗng là một trong những vật dụng mà bạn không nên để trong nhà tắm. Chúng tượng trưng cho sự trống rỗng, thiếu thốn và mất mát. Khi đặt chai lọ rỗng trong nhà tắm, bạn vô tình tạo ra một môi trường thiếu năng lượng tích cực, dẫn đến sự cạn kiệt tài lộc và khó khăn trong cuộc sống. Chai lọ rỗng còn thể hiện sự lãng phí và không sử dụng hết tiềm năng, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến vận may và tài chính của gia đình. Chai lọ rỗng không chỉ tạo ra cảm giác thiếu hụt mà còn có thể tích tụ bụi bẩn, làm không gian nhà tắm trở nên bừa bộn và mất cân bằng. Điều này có thể khiến năng lượng tiêu cực lan tỏa, làm giảm sự lưu thông của tài lộc và may mắn. Để tránh tình trạng này, bạn hãy loại bỏ ngay những chai lọ rỗng trong nhà tắm và thay thế bằng những chai lọ đầy, được sử dụng đúng mục đích. Điều này không chỉ giúp duy trì sự ngăn nắp, sạch sẽ mà còn giữ cho năng lượng trong không gian sống luôn dồi dào,
thu hút tài lộc và may mắn đến với gia đình. Ngoài ra, nếu bạn có sở thích sưu tầm chai lọ, hãy chắc chắn rằng chúng được đặt ở nơi khác, không phải trong nhà tắm, để tránh làm ảnh hưởng đến phong thủy và tài vận của gia đình. 4. Vật trang trí có hình thù kỳ quái, gây ra sự bất an và mất mát. Những vật trang trí có hình thù kỳ quái hoặc mang nét biểu cảm tiêu cực như hình đầu lâu, quái vật, hoặc những vật có hình dạng ghê rợn là điều không nên đặt trong nhà tắm. Những hình ảnh này mang năng lượng tiêu cực, tạo ra cảm giác sợ hãi và bất an cho người nhìn, từ đó ảnh hưởng đến sự hòa hợp và bình an trong không gian sống. Sự hiện diện của những vật trang trí như vậy có thể làm cho không gian nhà tắm trở nên u ám, không thân thiện, làm tăng năng lượng âm và đẩy lùi năng lượng dương. Đặc biệt, khi để những vật trang trí này trong nhà tắm, chúng có thể gây ra sự mất mát về tài lộc và may mắn. Những năng lượng tiêu cực này không chỉ ảnh hưởng đến không gian riêng của nhà tắm mà còn lan tỏa ra các khu vực khác trong nhà, làm suy giảm toàn bộ tài lộc của gia đình. Thay vào đó, bạn nên chọn những vật trang trí mang tính chất nhẹ nhàng, tích cực như các bức tranh thiên nhiên, hoa lá hoặc những biểu tượng mang lại sự bình an và thịnh vượng. Điều này sẽ giúp cải thiện năng lượng trong nhà tắm và thu hút tài lộc vào nhà, đồng thời tạo ra một môi trường sống hài hòa, dễ chịu. Hãy luôn nhớ rằng, việc lựa chọn và bố trí vật trang trí trong nhà không chỉ phụ thuộc vào sở thích cá nhân mà còn cần phải cân nhắc đến yếu tố phong thủy, để đảm bảo rằng không gian sống của bạn luôn được bao phủ bởi năng lượng tích cực, mang lại sự thịnh vượng và may mắn. 5. Dao kéo và vật sắc nhọn mang lại sự chia cắt và tổn thương. Dao kéo và các vật sắc nhọn khác là những đồ vật tuyệt đối không nên để trong nhà tắm. Những vật dụng này mang năng lượng của sự chia cắt và tổn thương. Khi đặt trong không gian nhà tắm, chúng có thể tạo ra sự căng thẳng, gây ra xung đột và làm mất đi sự hòa hợp trong gia đình. Đặc biệt, chúng còn có thể chặn đứng dòng chảy tài lộc, khiến tài chính của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dao kéo trong phong thủy còn tượng trưng cho sự sắc bén, nhưng trong không gian nhà tắm, chúng lại trở thành yếu tố mang lại sự chia rẽ và không may mắn. Khi dao kéo không được cất giữ cẩn thận, chúng có thể phát ra những năng lượng tiêu cực, làm ảnh hưởng đến tâm lý của các thành viên trong gia đình, gây ra những cảm giác lo lắng không đáng có. Thay vì để dao kéo trong nhà tắm, bạn nên để chúng ở những nơi an toàn khác, như trong bếp hoặc hộp dụng cụ. Nếu bạn cần sử dụng dao kéo trong nhà tắm, hãy đảm bảo rằng chúng được cất giữ cẩn thận và không nằm ở những nơi dễ gây nguy hiểm. Điều này không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho gia đình mà còn giữ gìn tài lộc và sự bình an trong nhà. Hơn nữa, bạn có thể thay thế những vật dụng sắc nhọn này bằng những vật phẩm mang tính biểu tượng tích cực hơn, như các loại đá phong thủy hoặc cây cối, giúp tạo ra năng lượng dương mạnh mẽ, thu hút tài lộc và may mắn. 6. Cây cối khô héo tượng trưng cho sự suy kiệt và tàn lụi. Cây xanh thường được xem là biểu tượng của sự sống, năng lượng và sự thịnh vượng. Tuy nhiên, nếu cây cối trong nhà tắm bị khô héo, nó lại mang đến những điềm xấu, tượng trưng cho sự suy kiệt và tàn lụi. Cây cối khô héo không chỉ phản ánh môi trường năng lượng xấu trong không gian đó, mà còn thể hiện rằng dòng chảy tài lộc đang bị cạn kiệt, không thể phát triển được. Điều này có thể tạo ra cảm giác buồn bã, thất vọng, và làm giảm năng lượng tích cực trong không gian sống của bạn. Nếu bạn muốn trồng cây trong nhà tắm, hãy chọn những loại cây phù hợp với môi trường ẩm ướt và ít ánh sáng, như cây lưỡi hổ, cây dương sỉ hoặc cây lô hội. Quan trọng hơn, bạn cần chăm sóc cây thường xuyên để chúng luôn tươi tốt, xanh mướt. Một chậu cây khỏe mạnh trong nhà tắm không chỉ cải thiện phong thủy mà còn giúp mang lại năng lượng tích cực, tài lộc và may mắn cho gia đình. Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc việc sử dụng cây giả nếu điều kiện chăm sóc cây sống trong nhà tắm không được thuận lợi. Cây giả, nếu được lựa chọn kỹ lưỡng và sắp xếp hợp lý, vẫn có thể mang lại hiệu ứng phong thủy tích cực, giúp duy trì sự cân bằng và hài hòa trong không gian sống. 7. Gương bị vỡ, biểu tượng của sự tan vỡ và mất mát. Gương là một vật dụng quen thuộc trong nhà tắm, nhưng nếu gương bị vỡ thì đó là điều tối kỵ trong phong thủy. Gương vỡ mang theo năng lượng tiêu cực, tượng trưng cho sự tan vỡ, mất mát và bất hạnh. Đặc biệt, gương bị vỡ để trong nhà tắm có thể làm gia tăng sự bất ổn về tài chính và sức khỏe cho cả gia đình. Từ thời xa xưa, người ta đã tin rằng gương vỡ mang đến điềm xấu, và khi để trong nhà tắm,
nó còn làm thất thoát tài lộc, khiến cho dòng chảy của tài lộc bị chặn đứng. Nếu gương trong nhà tắm của bạn bị vỡ, hãy thay thế ngay lập tức bằng một chiếc gương mới, nguyên vẹn. Đừng vì tiết kiệm mà giữ lại mảnh gương vỡ, vì nó sẽ chỉ mang lại xui xẻo và khiến tài lộc của bạn không thể phát triển. Bên cạnh đó, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng gương trong nhà tắm luôn sạch sẽ, không bị mờ hay ố, vì một chiếc gương trong sáng cũng giúp phản chiếu những điều tốt lành, mang lại may mắn cho gia chủ. Ngoài ra, khi lựa chọn gương mới, hãy chú ý đến hình dáng và vị trí đặt gương. Gương nên có hình dạng tròn hoặc ô vuông, tránh các góc nhọn và nên được đặt ở những vị trí mà nó có thể phản chiếu những hình ảnh đẹp, tích cực. Điều này sẽ giúp tăng cường hiệu quả phong thủy, thu hút tài lộc và tạo ra sự hài hòa cho không gian sống. Nhà tắm là không gian tuy nhỏ bé nhưng có ảnh hưởng lớn đến phong thủy và tài lộc của gia đình. Việc bài trí và sắp xếp các vật dụng trong nhà tắm cần phải được thực hiện cẩn thận, tránh để những vật dụng xui xẻo gây ra sự mất mát về tài lộc và may mắn. Bằng cách loại bỏ 7 đồ vật xui xẻo trên, bạn có thể bảo vệ gia đình mình khỏi những điều không mong muốn, đồng thời tạo điều kiện cho tài lộc và thịnh vượng đến với gia đình. Hãy luôn nhớ rằng, sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong không gian sống có thể tạo ra những thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn. Một nhà tắm sạch sẽ, hài hòa sẽ là nơi giúp nuôi dưỡng năng lượng tích cực, đem lại sự bình an và hạnh phúc cho cả gia đình. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại, phong thủy không chỉ là một học thuyết cổ xưa mà còn trở thành một phần quan trọng giúp gia tăng vận may, tài lộc cho gia chủ. Chúng ta thường nghe đến việc bố trí nhà cửa, đặt vật phẩm phong thủy để thu hút may mắn và tài lộc. Nhưng bạn có biết, những món đồ vật phong thủy giá cực rẻ cũng có thể làm được điều này. Đúng vậy, chỉ với những món đồ đơn giản, giá rẻ mà thần tài cực kỳ ưa thích, bạn đã có thể thu hút tài lộc vào nhà mình. Phong thủy, một phần của văn hóa phương Đông, đã tồn tại hàng ngàn năm và ảnh hưởng sâu sắc đến cách chúng ta sắp xếp không gian sống và làm việc. Ngày nay, không chỉ những người tin vào các triết lý cổ xưa mới áp dụng phong thủy vào cuộc sống, mà cả những người hiện đại, sống trong các thành phố lớn cũng bắt đầu nhận ra giá trị của việc sử dụng phong thủy để cải thiện chất lượng cuộc sống. Vậy tại sao không thử áp dụng một vài món đồ phong thủy đơn giản, dễ tìm và giá rẻ để thu hút tài lộc? Hãy cùng khám phá những vật phẩm này và cách chúng có thể mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia đình bạn. 1. Chuông gió. Chuông gió không chỉ là một vật trang trí xinh xắn mà còn là một vật phẩm phong thủy mạnh mẽ. Theo thầy phong thủy, tiếng chuông gió mang theo năng lượng tích cực, giúp xua tan khí xấu và mời gọi những luồng khí tốt vào nhà. Bạn nên treo chuông gió ở trước cửa nhà, nơi mà gió có thể dễ dàng thổi qua. Mỗi lần gió thổi, tiếng chuông vang lên sẽ kích hoạt năng lượng tốt, thu hút tài lộc và may mắn. Chất liệu của chuông gió cũng rất quan trọng. Chuông gió bằng kim loại thường được sử dụng để kích hoạt năng lượng trong không gian, đặc biệt là khu vực Tây và Tây Bắc của ngôi nhà. Chuông gió còn có thể được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như gỗ, tre, thủy tinh, mỗi loại đều mang một ý nghĩa phong thủy riêng. Chẳng hạn, chuông gió bằng tre hoặc gỗ thường mang đến sự ấm áp, hài hòa, phù hợp để treo ở khu vực Đông và Đông Nam của ngôi nhà. Trong khi đó, chuông gió bằng thủy tinh mang lại sự tinh khiết, tươi mới, có thể đặt ở khu vực Bắc hoặc Đông Bắc để tăng cường năng lượng sáng tạo và trí tuệ. Hãy chọn loại chuông gió phù hợp với mục đích của bạn để tối đa hóa lợi ích phong thủy. 2. Tiền xu phong thủy. Tiền xu phong thủy là biểu tượng của sự thịnh vượng và tài lộc. Bạn có thể treo một chuỗi tiền xu phong thủy trước cửa nhà hoặc đặt dưới thảm chùi chân để kích hoạt năng lượng tài lộc. Tiền xu phong thủy thường được làm từ đồng, với hình dạng tròn và lỗ vuông ở giữa, biểu tượng cho sự cân bằng giữa trời và đất. Khi đặt tiền xu phong thủy ở những vị trí quan trọng, bạn sẽ thu hút được năng lượng tích cực, giúp gia tăng vận may và tài lộc cho gia đình. Ngoài việc treo chuỗi tiền xu, bạn cũng có thể đặt những đồng tiền xu đơn lẻ ở các góc phòng, dưới gối hay trong ví tiền để tăng cường năng lượng tài lộc cá nhân. Đối với doanh nghiệp, đặt tiền xu phong thủy ở quầy thu ngân hoặc két sắt sẽ giúp kích hoạt sự thịnh vượng và may mắn trong kinh doanh. Đừng quên lựa chọn những đồng tiền xu được chế tác tinh xảo và kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chúng luôn sáng bóng, không bị oxy hóa, giữ cho năng lượng tài lộc luôn mạnh mẽ và hiệu quả.
3. Đèn lồng đỏ. Đèn lồng đỏ không chỉ là vật trang trí truyền thống mà còn là một vật phẩm phong thủy mạnh mẽ. Màu đỏ trong phong thủy tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng. Treo đèn lồng đỏ trước cửa nhà sẽ giúp kích hoạt năng lượng tốt, mang lại may mắn và tài lộc. Đặc biệt vào những dịp lễ Tết, đèn lồng đỏ còn mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho cả gia đình. Hãy chọn đèn lồng đỏ được làm từ chất liệu tốt và trang trí cẩn thận để đảm bảo hiệu quả phong thủy. Ngoài ra, đèn lồng đỏ có thể được sử dụng trong các buổi lễ hội, tiệc tùng để tạo ra không gian ấm cúng, rực rỡ và đầy năng lượng. Bạn có thể treo đèn lồng đỏ ở khu vực phòng khách, bàn ăn hoặc sân vườn để mang lại cảm giác ấm áp và may mắn cho mọi người tham dự. Đèn lồng đỏ cũng có thể được sử dụng trong các cửa hàng, quán ăn để thu hút khách hàng và tạo nên không gian kinh doanh phát đạt. Chỉ cần một chút sáng tạo, bạn có thể biến những chiếc đèn lồng đỏ thành điểm nhấn phong thủy mạnh mẽ, mang lại thịnh vượng và hạnh phúc cho mọi không gian. 4. Gương bát quái. Gương bát quái là một trong những vật phẩm phong thủy mạnh mẽ nhất, có tác dụng xua đuổi tà khí và thu hút năng lượng tốt. Đặt gương bát quái trước cửa nhà sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng xấu, đồng thời thu hút tài lộc và may mắn. Gương bát quái thường được làm từ đồng hoặc kim loại, với hình dạng bát quái và các ký hiệu phong thủy. Hãy chọn gương bát quái được làm từ chất liệu tốt và đặt ở vị trí cao, tránh để ở nơi quá thấp hoặc khuất tầm nhìn. Gương bát quái còn có thể được sử dụng trong nội thất nhà ở để cân bằng năng lượng trong không gian sống. Đặt gương bát quái ở những vị trí chiến lược như trên tường đối diện cửa ra vào hoặc cửa sổ sẽ giúp phản chiếu và khuếch tán năng lượng tốt vào toàn bộ ngôi nhà. Đối với những ngôi nhà có cấu trúc không đồng đều hoặc nằm ở vị trí không thuận lợi, gương bát quái có thể giúp điều chỉnh và cải thiện phong thủy tổng thể. Để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy thường xuyên lau chùi gương bát quái và kiểm tra xem chúng có bị hư hỏng hay không. 5. Bức tượng kỳ lân. Kỳ lân là một trong tứ linh, biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn và bảo vệ. Đặt một bức tượng kỳ lân trước cửa nhà sẽ giúp thu hút năng lượng tốt, mang lại tài lộc và bảo vệ ngôi nhà khỏi những điều xấu. Tượng kỳ lân thường được làm từ đồng, gỗ hoặc đá, với hình dáng mạnh mẽ và uy nghi. Hãy chọn tượng kỳ lân được chế tác tinh xảo, đặt ở vị trí trang trọng để đảm bảo hiệu quả phong thủy cao nhất. Kỳ lân không chỉ mang lại sự bảo vệ mà còn là biểu tượng của lòng trung thành và phẩm chất cao quý. Đặt tượng kỳ lân trong phòng khách hoặc phòng làm việc sẽ giúp tạo ra không gian uy nghi, thu hút những điều tốt đẹp và xua tan những điều xấu. Đối với những gia đình có trẻ nhỏ, tượng kỳ lân còn giúp bảo vệ sức khỏe và mang lại sự an yên cho các thành viên. Hãy chọn những bức tượng kỳ lân có kích thước phù hợp và đặt ở những vị trí nổi bật để tối đa hóa lợi ích phong thủy. Ngoài 5 món đồ vật phong thủy trên, bạn cũng có thể sáng tạo và thêm vào không gian sống của mình những vật phẩm phong thủy khác để tăng cường năng lượng tích cực. Chẳng hạn, cây cảnh phong thủy như cây kim tiền, cây phát tài hoặc cây lưỡi hổ không chỉ giúp làm đẹp không gian mà còn mang lại tài lộc và may mắn. Đặt những chậu cây xanh tươi trong nhà hoặc văn phòng làm việc sẽ giúp cải thiện không khí, tạo cảm giác thư giãn và kích thích sự sáng tạo. Đèn muối Himalaya cũng là một vật phẩm phong thủy đáng để thử. Ánh sáng ấm áp từ đèn muối không chỉ tạo nên không gian ấm cúng mà còn giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn và tĩnh tâm. Đặt đèn muối ở phòng ngủ, phòng khách hoặc phòng làm việc sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng cường sức khỏe. Hơn nữa, tranh phong thủy với các hình ảnh như hoa sen, núi non hay cảnh biển cũng có thể mang lại sự bình an và may mắn cho ngôi nhà. Treo tranh phong thủy ở những vị trí nổi bật như phòng khách, phòng ăn hoặc hành lang sẽ giúp tạo nên không gian hài hòa và thu hút năng lượng tốt. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong mỗi gia đình, là nơi chúng ta thể hiện lòng thành kính, tôn thờ và tri ân tổ tiên, ông bà cũng như các vị thần linh. Đây không chỉ là một không gian vật chất mà còn là biểu tượng của mối liên kết tâm linh giữa thế giới hữu hình và vô hình, giữa con cháu và cội nguồn của mình. Chính vì sự linh thiêng và quan trọng của bàn thờ, việc sắp xếp, bài trí và chọn lựa các vật phẩm đặt lên bàn thờ phải được thực hiện một cách cẩn trọng, theo đúng nguyên tắc phong thủy và tâm linh. Nếu chúng ta sơ ý đặt lên bàn thờ những vật phẩm không phù hợp, không chỉ làm mất đi sự trang nghiêm mà còn có thể mang đến xui xẻo, tai họa cho gia đình. Trong bài viết hôm nay,
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 6 vật phẩm cấm kỵ không được đặt lên bàn thờ. Đây là những vật phẩm mà nếu để trên bàn thờ, có thể khiến ông bà quở trách, thần linh nổi giận và gia đình gặp phải những điều không may. Hãy cùng lắng nghe để hiểu rõ hơn và bảo vệ sự bình an cho tổ ấm của mình. Một, hoa giả tượng trưng cho sự giả dối và hư ảo. Hoa là biểu tượng của sự thanh cao, tinh khiết và sự sống. Trong các nghi lễ thờ cúng, hoa tươi được coi là vật phẩm không thể thiếu, thể hiện lòng thành kính và tôn trọng đối với tổ tiên và thần linh. Tuy nhiên, hoa giả lại mang một ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Trong phong thủy, hoa giả được xem là biểu tượng của sự giả dối, hư ảo và thiếu sinh khí. Việc dâng hoa giả lên bàn thờ không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng mà còn có thể mang đến những điều không may mắn, khiến cho gia đình gặp phải những rắc rối không đáng có. Hoa tươi, ngược lại, mang đến năng lượng sống động, giúp gia đình thu hút được tài lộc, may mắn và sức khỏe. Khi chọn hoa để đặt lên bàn thờ, bạn nên chọn những loại hoa có màu sắc tươi sáng, hương thơm dịu nhẹ như hoa sen, hoa huệ, hoa cúc. Những loại hoa này không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại cảm giác an lành, thanh khiết và tạo ra một môi trường linh thiêng, trang nghiêm cho bàn thờ. 2. Tiền giả mang lại sự xui xẻo và mất mát. Tiền vàng mã, tiền giả là một phần quan trọng trong các nghi lễ cúng bái của người Việt, thường được sử dụng để gửi đến tổ tiên và các vị thần linh. Tuy nhiên, việc đặt tiền giả trực tiếp lên bàn thờ lại là một điều cấm kỵ trong phong thủy. Tiền giả tượng trưng cho sự giả dối, mất mát và không thật, do đó, nếu để trên bàn thờ, nó có thể làm suy giảm năng lượng tốt, khiến cho gia đình gặp phải xui xẻo, thất thoát tài sản và thậm chí là mất đi sự thịnh vượng. Để tránh điều này, bạn nên để tiền vàng mã ở một vị trí khác trong nhà, sau khi cúng xong thì mang đi đốt, thay vì đặt trực tiếp lên bàn thờ. Việc này không chỉ giúp bảo vệ sự linh thiêng của không gian thờ cúng mà còn giữ cho bàn thờ luôn trong trạng thái thanh tịnh, giúp gia đình nhận được nhiều phước lành và tài lộc từ tổ tiên và thần linh. 3. Đồ vật bị hư hỏng, biểu tượng của sự suy tàn và xui xẻo. Bàn thờ là nơi thể hiện sự tôn kính, vì vậy mọi vật phẩm đặt trên bàn thờ cần phải ở trong trạng thái hoàn hảo, không có dấu hiệu của sự hư hỏng hay nứt vỡ. Những đồ vật như bát hương bị nứt, đèn dầu bị gãy, hoặc các tượng thần, tượng Phật bị mẻ không chỉ làm mất đi vẻ trang nghiêm của bàn thờ mà còn là biểu tượng của sự suy tàn, xui xẻo. Khi để những vật phẩm này trên bàn thờ, gia đình có thể gặp phải những rắc rối, bất hạnh và các vấn đề về sức khỏe, tài lộc. Nếu bạn phát hiện trên bàn thờ có bất kỳ đồ vật nào bị hư hỏng, hãy thay thế chúng ngay lập tức bằng những vật phẩm mới, nguyên vẹn. Việc này không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với tổ tiên và thần linh mà còn giúp gia đình thu hút được năng lượng tích cực, duy trì sự ổn định và thịnh vượng trong cuộc sống. Đừng bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của việc giữ gìn bàn thờ, vì đây chính là nền tảng tâm linh của mỗi gia đình. 4. Ảnh người quá cố khác dòng họ, sự lộn xộn và mâu thuẫn. Bàn thờ gia tiên là nơi để thờ cúng những người đã khuất trong dòng họ, thể hiện sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Tuy nhiên, việc đặt ảnh người quá cố không thuộc dòng họ lên bàn thờ lại là một điều cấm kỵ trong phong thủy. Điều này có thể gây ra sự lộn xộn, mâu thuẫn trong gia đình, thậm chí là sự quở trách từ tổ tiên. Đây là một hành động có thể làm xáo trộn trật tự phong thủy và mang lại những điều không may cho gia đình. Nếu bạn muốn tưởng nhớ người đã khuất không thuộc dòng họ, hãy lập một bàn thờ riêng hoặc để ảnh họ ở một vị trí khác trong nhà. Bàn thờ chính nên chỉ thờ cúng tổ tiên và các vị thần linh của gia đình để đảm bảo sự hài hòa, trật tự và tránh những xung đột không cần thiết. Việc giữ cho bàn thờ luôn thanh tịnh và đúng nguyên tắc sẽ giúp gia đình bạn duy trì được sự bình an và thuận lợi trong mọi việc. 5. Vật dụng cá nhân, sự xúc phạm và thiếu tôn trọng. Bàn thờ là nơi linh thiêng và cần được giữ gìn cẩn thận, không nên đặt lên đó những vật dụng cá nhân như quần áo, mũ nón, kính mắt hay các vật dụng hàng ngày khác. Những vật dụng này, nếu đặt lên bàn thờ, không chỉ làm mất đi sự trang nghiêm của không gian thờ cúng mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với tổ tiên và thần linh. Trong phong thủy, việc này có thể dẫn đến sự xúc phạm và khiến cho gia đình gặp phải những điều không may, thậm chí là đại họa. Để tránh phạm phải điều cấm kỵ này, bạn cần giữ cho bàn thờ luôn sạch sẽ,
gọn gàng và chỉ đặt những vật phẩm thờ cúng cần thiết như bát hương, đèn nến, hoa quả và các đồ cúng khác. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sự thiêng liêng của không gian thờ cúng mà còn mang lại sự bình an, thịnh vượng cho gia đình. Việc dọn dẹp và bảo quản bàn thờ một cách cẩn thận cũng là cách để thể hiện lòng thành kính, giúp tổ tiên và thần linh luôn hài lòng và ban phước lành cho con cháu. 6. Tượng thần linh không rõ nguồn gốc gây ra sự xáo trộn và xui xẻo. Tượng thần linh là vật phẩm thường được đặt trên bàn thờ để cầu nguyện, bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu xa. Tuy nhiên, việc đặt tượng thần linh không rõ nguồn gốc, không biết được lịch sử và cách sử dụng đúng đắn có thể gây ra sự xáo trộn trong năng lượng của ngôi nhà. Trong phong thủy, điều này có thể dẫn đến xui xẻo, mâu thuẫn và những rủi ro không lường trước được. Để tránh gặp phải những hậu quả không mong muốn, bạn nên cẩn thận khi chọn lựa tượng thần linh để đặt trên bàn thờ. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về nguồn gốc, ý nghĩa của tượng và cách thờ cúng đúng đắn. Nếu có nghi ngờ về nguồn gốc của tượng, tốt nhất là không nên sử dụng hoặc hỏi ý kiến của những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Điều này giúp bạn duy trì sự hài hòa và bình yên trong gia đình, tránh được những điều không may mắn. 7. Các vật phẩm kim loại gỉ sét mang lại năng lượng tiêu cực. Các vật phẩm bằng kim loại như chân nến, bát hương hay các đồ trang trí bằng kim loại nếu bị gỉ sét cũng không nên để trên bàn thờ. Gỉ sét không chỉ làm mất đi vẻ đẹp của vật phẩm mà còn tượng trưng cho sự suy tàn, thiếu sinh khí và năng lượng tiêu cực. Trong phong thủy, kim loại bị gỉ sét có thể gây ra sự trì trệ trong năng lượng, khiến cho gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, tài lộc bị hao mòn và các mối quan hệ trở nên căng thẳng. Để tránh điều này, bạn nên thường xuyên kiểm tra và làm sạch các vật phẩm bằng kim loại trên bàn thờ. Nếu phát hiện có dấu hiệu gỉ sét, hãy ngay lập tức thay thế bằng những vật phẩm mới, sáng bóng để duy trì sự trong sáng và tích cực của năng lượng trên bàn thờ. Việc này không chỉ giúp bảo vệ tài lộc mà còn mang lại sự thịnh vượng và bình an cho gia đình. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong ngôi nhà, nơi chúng ta giao tiếp với tổ tiên và thần linh, cầu nguyện cho sự bình an và thịnh vượng. Vì vậy, việc sắp xếp và lựa chọn các vật phẩm trên bàn thờ cần phải được thực hiện với sự cẩn trọng và tôn kính. Tránh đặt những vật phẩm cấm kỵ như hoa giả, tiền giả, đồ vật hư hỏng, ảnh người quá cố không thuộc dòng họ, vật dụng cá nhân, tượng thần linh không rõ nguồn gốc và các vật phẩm kim loại gỉ sét lên bàn thờ sẽ giúp gia đình bạn giữ được sự hài hòa, an lành và tránh được những điều không may mắn. Hãy luôn chăm sóc và bảo quản bàn thờ của gia đình một cách chu đáo, bởi đó không chỉ là nơi thể hiện lòng thành kính mà còn là nền tảng của sự bình an và thịnh vượng cho cả gia đình. Việc hiểu và áp dụng đúng các nguyên tắc phong thủy trong thờ cúng sẽ giúp bạn bảo vệ tổ ấm, thu hút những điều tốt lành và đạt được hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống. Trong phong thủy, việc lựa chọn và trồng cây xanh không chỉ giúp làm đẹp không gian sống mà còn mang lại nhiều lợi ích về tài lộc và may mắn. Trồng cây phong thủy ở những vị trí thích hợp, đặc biệt là sau nhà, có thể giúp gia chủ trấn giữ của cải, xua đuổi tà khí và thu hút năng lượng tích cực. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe 6 loại cây phong thủy cực kỳ hiệu quả khi trồng sau nhà. Những loại cây này không chỉ mang lại vẻ đẹp thiên nhiên cho ngôi nhà mà còn góp phần tạo ra một môi trường sống lành mạnh và thịnh vượng. Hãy cùng tìm hiểu để biết cách lựa chọn và chăm sóc những loại cây này để biến không gian xung quanh nhà của bạn thành một nơi đầy năng lượng tích cực và tài lộc. 1. Cây dâu tằm. Cây dâu tằm không chỉ là một loại cây ăn quả quen thuộc mà còn có giá trị phong thủy cao. Khi trồng cây dâu tằm sau nhà, bạn không chỉ có thể thu hoạch quả ngon mà còn nhận được những lợi ích về tài lộc. Cây dâu tằm có khả năng xua đuổi năng lượng tiêu cực và tạo ra một không gian xanh mát, giúp gia đình bạn luôn được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng xấu. Lợi ích phong thủy. Theo phong thủy, cây dâu tằm không chỉ giúp cải thiện tài lộc mà còn mang lại sự hòa hợp và bình an trong gia đình. Nó có thể tạo ra một không gian sống hòa hợp và giúp gia đình bạn cảm thấy ổn định và thư giãn hơn. Nếu cây dâu tằm phát triển tốt và ra nhiều quả, đây là dấu hiệu cho thấy tài lộc và may mắn đang đến gần. 2. Cây chuối. Cây chuối là một loại cây phong thủy tuyệt vời để trồng sau nhà. Nó không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn mang lại nhiều lợi ích phong thủy. Cây chuối giúp cải thiện không khí và tạo ra một không gian sống thoải mái.
theo phong thủy, cây chuối có khả năng thu hút tài lộc và may mắn, đồng thời xua đuổi tà khí, giúp gia chủ phát tài, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Lợi ích phong thủy, cây chuối được cho là có khả năng tăng cường sự may mắn và tài lộc, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Những người trồng cây chuối thường cảm thấy cuộc sống trở nên thuận lợi hơn và công việc diễn ra suôn sẻ. Cây này không chỉ mang lại năng lượng tích cực mà còn giúp tạo ra một không gian sống dễ chịu và hài hòa. 3. Cây tre trúc kiển. Cây tre trúc kiển là một lựa chọn phổ biến trong phong thủy nhờ vào khả năng mang lại sự bình an và tài lộc. Trồng cây tre trúc kiển sau nhà không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp giữ gìn của cải, xua đuổi tà khí và cải thiện năng lượng tích cực. Cây tre trúc kiển có dáng vẻ thanh thoát và dễ chăm sóc, giúp gia chủ tạo ra một môi trường sống hài hòa và thịnh vượng. Lợi ích phong thủy, cây tre trúc kiển được coi là biểu tượng của sự bền vững và tài lộc. Nó giúp tạo ra một không gian sống cân bằng và ổn định, đồng thời bảo vệ gia đình khỏi những năng lượng tiêu cực. Nhiều gia đình cho rằng cây này giúp duy trì sự bình an và sự thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. 4. Cây mít. Cây mít không chỉ là loại cây ăn quả yêu thích mà còn có giá trị phong thủy cao. Khi trồng cây mít sau nhà, bạn sẽ giúp gia đình mình giữ gìn của cải và thu hút tài lộc. Cây mít có khả năng mang lại sự phát triển mạnh mẽ và sự thịnh vượng cho gia chủ. Với những quả mít to đẹp và hương vị thơm ngon, cây mít không chỉ tạo ra không gian xanh mát mà còn góp phần làm tăng cường tài lộc và may mắn. Lợi ích phong thủy, cây mít giúp gia chủ tạo ra một không gian sống tươi mát và tăng cường tài lộc. Nó còn giúp mang lại sự thịnh vượng và may mắn trong công việc. Những quả mít lớn và đẹp thường được xem là dấu hiệu của sự phát triển và thành công. 5. Cây bưởi. Cây bưởi là một trong những cây phong thủy rất hiệu quả khi trồng sau nhà. Cây bưởi có tác dụng trấn giữ của cải, giúp gia chủ xua đuổi tà khí và thu hút năng lượng tích cực. Trồng cây bưởi không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho khu vườn mà còn giúp gia đình bạn luôn được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng xấu và thu hút tài lộc. Lợi ích phong thủy, cây bưởi có khả năng trấn giữ của cải và xua đuổi tà khí, đồng thời tạo ra sự thịnh vượng cho gia chủ. Cây bưởi không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn giúp gia đình bạn luôn được bảo vệ khỏi những năng lượng tiêu cực và thu hút tài lộc. 6. Cây táo. Cây táo, với hình dáng đẹp và khả năng phát triển tốt, là một sự lựa chọn lý tưởng để trồng sau nhà. Cây táo không chỉ tạo ra không gian xanh mát mà còn giúp gia chủ thu hút tài lộc và may mắn. Theo phong thủy, cây táo có khả năng xua đuổi tà khí và bảo vệ gia đình khỏi những năng lượng tiêu cực, đồng thời tạo ra sự thịnh vượng và bình an cho ngôi nhà. Lợi ích phong thủy, cây táo không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang lại sự hòa hợp và tài lộc cho gia chủ. Nó giúp bảo vệ gia đình khỏi các năng lượng tiêu cực và tạo ra sự bình an và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Trồng cây phong thủy không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang lại nhiều lợi ích về tài lộc và sức khỏe cho gia đình. Những loại cây mà chúng tôi đã giới thiệu đều có tác dụng tích cực trong việc trấn giữ của cải, xua đuổi tà khí và thu hút may mắn. Khi trồng cây sau nhà, bạn không chỉ tạo ra một không gian xanh mát mà còn giúp gia đình bạn luôn được bảo vệ khỏi những năng lượng tiêu cực, đồng thời tạo điều kiện cho tài lộc và thịnh vượng. Khi cuộc sống trở nên hối hả và đầy bộn bề lo toan, ai trong chúng ta cũng mong muốn có được sự an nhiên, hạnh phúc và đặc biệt là thịnh vượng về tài chính. Điều này không chỉ đơn thuần là ước mơ, mà còn là một nhu cầu thiết yếu để có được cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng về vật chất. Trong văn hóa dân gian, có rất nhiều dấu hiệu được xem là điềm báo của sự may mắn và tài lộc. Trong số đó, việc các loài vật đặc biệt xuất hiện trong nhà thường được coi là tín hiệu tốt lành, mang lại sự giàu sang, phú quý và đôi khi còn may mắn hơn cả việc trúng số. Tuy nhiên, có một điều rất quan trọng mà chúng ta cần lưu ý, đó là đừng bao giờ xua đuổi những loài vật này. Hãy để chúng ở lại, vì chúng mang đến năng lượng tích cực, tài lộc dồi dào và có thể giúp gia chủ phất lên giàu có nhanh chóng. Hãy tưởng tượng một buổi sáng nào đó, khi bạn vừa bước ra khỏi cửa, bạn bắt gặp một chú chim én bay lượn trên bầu trời và đậu xuống mái nhà mình. Ngay lập tức, trong lòng bạn dâng lên một cảm giác an lành, nhẹ nhàng. Đó chính là dấu hiệu của một khởi đầu mới, một mùa xuân tràn đầy hy vọng và thịnh vượng đang đến gần. Hoặc khi bạn đang ngồi trong nhà,
Bất chợt một chú bướm với đôi cánh rực rỡ bay vào qua khung cửa sổ. Điều này không chỉ là một cảnh tượng đẹp mắt mà còn là điềm báo của những tin vui sắp đến. Trong văn hóa phương Đông, những loài vật này không chỉ đơn thuần là sinh vật bình thường mà còn mang trong mình những ý nghĩa sâu xa về tâm linh và phong thủy. Và bây giờ, hãy cùng lắng nghe 6 loài vật đặc biệt mà khi chúng xuất hiện trong nhà, chắc chắn sẽ mang lại những điều tốt lành, giúp gia đình bạn không chỉ có cuộc sống hạnh phúc, mà còn được thịnh vượng và tài lộc tràn đầy. 1. Chim én, sứ giả của mùa xuân và tài lộc. Chim én, từ lâu đã được coi là biểu tượng của mùa xuân, của những khởi đầu mới đầy tươi sáng và đặc biệt là của tài lộc. Chim én thường xuất hiện vào những ngày đầu năm, khi mùa xuân vừa chớm nở. Theo quan niệm dân gian, nếu một đôi chim én bay vào nhà, đó là điềm báo tốt lành, mang theo sự phát triển và thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Đặc biệt, nếu bạn bắt gặp chim én đang làm tổ trên mái nhà, điều đó có nghĩa là gia đình bạn đang được trời đất bảo hộ, mang đến sự may mắn và tài lộc. Những ai có duyên gặp được chim én vào nhà, hãy chào đón chúng với tất cả sự trân trọng, vì chúng có thể mang đến những cơ hội mới, giúp bạn và gia đình phất lên giàu sang, phú quý. Chim én không chỉ mang lại sự thịnh vượng mà còn biểu trưng cho một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nơi mà những khó khăn sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp nhất. 2. Bướm bay vào nhà, tin vui và vận may đang đến. Trong văn hóa phương Đông, bướm bay vào nhà là dấu hiệu của sự chuyển đổi, của tin vui và vận may đang đến gần. Bướm được xem là linh hồn của người thân đã khuất, đến thăm và phù hộ cho gia đình. Nếu bướm bay vào nhà bạn, đó là lời nhắn nhủ từ những người thân yêu rằng họ đang dõi theo và mang lại sự bình an, thịnh vượng cho bạn. Bướm đen được xem là may mắn, biểu thị cho sự thăng tiến trong công việc và tiền bạc. Bướm trắng, với vẻ đẹp tinh khiết, tượng trưng cho những điều tốt đẹp và sự bảo hộ. Vì vậy, nếu bướm bay vào nhà, hãy để chúng ở lại, đừng vội xua đuổi, bởi chúng đang mang đến vận may, hạnh phúc và sự phồn thịnh cho gia đình bạn. Những chú bướm này không chỉ là sứ giả của thế giới tâm linh mà còn là biểu trưng cho sự thay đổi tích cực, cho những khởi đầu mới đầy hứa hẹn. 3. Mèo hoang vào nhà, người bạn đồng hành của sự thịnh vượng. Dù rằng mèo hoang thường khiến nhiều người cảm thấy e ngại, nhưng theo phong thủy, mèo hoang vào nhà lại mang ý nghĩa tích cực. Mèo là loài vật linh thiêng, biểu trưng cho sự linh hoạt và sự bảo vệ khỏi những điều không may. Khi một con mèo hoang quyết định chọn nhà bạn làm nơi cư ngụ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy vận may và tài lộc đang tìm đến. Người xưa tin rằng, mèo có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu xa. Vì thế, đừng xua đuổi chúng, hãy xem chúng như người bạn đồng hành, mang đến sự bình an và thịnh vượng. Đặc biệt, mèo là loài vật nhạy cảm với những thay đổi trong môi trường, nên khi chúng chọn ở lại, đó là tín hiệu rằng ngôi nhà của bạn đang trong giai đoạn phát triển tốt và những khó khăn, trở ngại sẽ sớm được giải quyết. 4. Dơi, biểu tượng của sự thịnh vượng và trường thọ. Dơi, với cái tên mang ý nghĩa phúc trong tiếng Hán, là loài vật được coi trọng trong phong thủy. Nếu bạn bắt gặp dơi bay vào nhà, đặc biệt là vào ban đêm, đó là dấu hiệu của sự thịnh vượng và trường thọ. Dơi được cho là mang đến những điều may mắn, bảo vệ gia đình khỏi tai ương và thu hút tài lộc. Có thể bạn sẽ thấy loài vật này đáng sợ, nhưng thực ra, chúng là người bảo vệ vô hình, giúp ngôi nhà của bạn luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Đặc biệt, nếu dơi làm tổ trong nhà, đó là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sẽ có cuộc sống dài lâu, thịnh vượng và hạnh phúc. Sự xuất hiện của dơi không chỉ là dấu hiệu của sự thịnh vượng mà còn là biểu tượng của sự trường thọ, mang đến cho gia đình bạn sức khỏe dồi dào và một cuộc sống dài lâu, viên mãn. 5. Chó lạ đến nhà, người gác cổng của tài lộc. Chó là biểu tượng của sự trung thành, bảo vệ và mang lại sự an toàn cho gia đình. Khi một con chó lạ đến nhà và có vẻ muốn ở lại, đó là dấu hiệu của sự bảo vệ và tài lộc sắp đến. Theo quan niệm dân gian, chó lạ đến nhà thường mang theo vận may, giúp gia chủ tránh khỏi những điều xui xẻo và thu hút tài lộc. Nếu chú chó đó thể hiện sự thân thiện, dễ mến, thì hãy xem nó như một tín hiệu rằng bạn sẽ gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông, tài chính thịnh vượng. Chó là loài vật gắn liền với con người qua hàng ngàn năm, và chúng không chỉ là người bạn đồng hành mà còn là biểu tượng của sự bảo vệ,
mang đến cho gia đình bạn sự an toàn và bình an trong mọi khía cạnh của cuộc sống. 6. Rắn bò vào nhà, điềm báo của sự giàu có. Rắn, một loài vật thường bị xem là nguy hiểm, nhưng theo phong thủy, nếu rắn bò vào nhà, đặc biệt là rắn không độc, đó lại là điềm báo của sự giàu có và tài lộc. Người xưa tin rằng, rắn là biểu tượng của sự mạnh mẽ, thông minh và sự bảo vệ. Khi rắn bò vào nhà, nó mang theo thông điệp của sự chuyển đổi, của những cơ hội mới đang đến gần. Điều quan trọng là không nên hoảng sợ hay làm hại rắn, mà hãy để nó tự rời đi, bởi rắn đến nhà là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sẽ sớm được trời Phật ban lộc, công việc thuận lợi và tài chính dồi dào. Sự xuất hiện của rắn có thể là một điều bất ngờ, nhưng nó mang trong mình ý nghĩa sâu sắc về sự chuyển biến tích cực, giúp gia đình bạn có được sự thịnh vượng và ổn định lâu dài. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng mong muốn có những mối quan hệ tốt đẹp, những người bạn tri kỷ để cùng nhau vượt qua những khó khăn và chia sẻ niềm vui. Nhưng không phải ai cũng đáng để chúng ta kết giao, và có những người, nếu không cẩn trọng, sự kết giao với họ có thể mang đến cho chúng ta không chỉ những rắc rối mà còn cả những vận xui đeo bám, khiến cho cuộc đời ngày càng đi xuống. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về 5 loại người mà theo phong thủy và tâm linh, bạn nên tránh xa, bởi kết giao với họ chỉ khiến cho kinh tế hao hụt, cuộc sống gặp nhiều khó khăn và mãi không thể phát triển được. Hãy cùng theo dõi và lắng nghe để biết rằng, những người xấu xa đó là ai, và làm sao để bảo vệ bản thân khỏi những tác động tiêu cực từ họ. Một, người hay nói dối và lừa đảo. Người đầu tiên mà chúng ta cần phải tránh xa chính là người có thói quen nói dối và lừa đảo. Đây là loại người luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, bất chấp hậu quả mà người khác phải gánh chịu. Theo quan niệm phong thủy, việc kết giao với người hay nói dối có thể làm nhiễu loạn khí trường của bạn, khiến cho năng lượng tiêu cực dễ dàng xâm nhập và ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Những người này thường sử dụng lời nói để thao túng, gây hiểu lầm và lợi dụng người khác, dẫn đến việc bạn bị tổn thương cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Trong phong thủy, lời nói dối là một dạng khí tiêu cực, và việc tiếp xúc với người nói dối thường xuyên có thể khiến bạn mất đi sự tỉnh táo, dễ bị lừa gạt và mất mát tài sản. Để bảo vệ mình, bạn nên giữ khoảng cách với những người này và luôn đề cao cảnh giác trong mọi mối quan hệ. 2. Người có tính cách ích kỷ và tham lam. Loại người thứ hai mà bạn nên tránh kết giao là người có tính cách ích kỷ và tham lam. Đây là những người chỉ nghĩ đến bản thân, luôn mong muốn chiếm đoạt tài sản, thời gian và công sức của người khác mà không hề quan tâm đến hậu quả. Kết giao với người ích kỷ, bạn sẽ sớm nhận ra rằng họ không bao giờ chia sẻ hay giúp đỡ, mà ngược lại, chỉ biết lợi dụng bạn cho mục đích riêng. Trong phong thủy, tham lam là một trong những nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng năng lượng, tạo ra sự mất mát và xui xẻo. Người ích kỷ thường mang theo năng lượng tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến tài vận và sự nghiệp của bạn. Để tránh bị cuốn vào vòng xoáy của tham lam và ích kỷ, bạn nên chọn bạn mà chơi, tránh xa những người có bản chất này để không bị ảnh hưởng tiêu cực. 3. Người hay ghen ghét và đố kỵ. Ghen ghét và đố kỵ là những cảm xúc tiêu cực, và những người có tính cách này thường mang trong mình một lượng năng lượng xấu, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bạn. Người hay ghen ghét, đố kỵ không bao giờ muốn người khác thành công hoặc hạnh phúc hơn mình, và họ có thể sẵn sàng làm mọi cách để kéo bạn xuống, ngay cả khi bạn không làm gì sai. Trong phong thủy, sự ghen ghét và đố kỵ tạo ra một dạng khí xấu, làm suy yếu mối quan hệ và ngăn cản sự phát triển cá nhân. Khi kết giao với người như vậy, bạn sẽ luôn cảm thấy bị áp lực, không thoải mái, và cuộc sống của bạn sẽ bị kéo lùi bởi những năng lượng tiêu cực họ mang lại. Hãy tìm kiếm những mối quan hệ lành mạnh, những người luôn sẵn lòng chia sẻ niềm vui và thành công của bạn, để cùng nhau tiến xa hơn trong cuộc sống. 4. Người hay than phiền và bi quan. Người hay than phiền và có tư duy bi quan cũng là một loại người bạn nên tránh xa. Những người này thường xuyên mang lại năng lượng tiêu cực, luôn nhìn thấy mặt trái của mọi vấn đề và không bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì. Khi ở gần người hay than phiền, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi thái độ tiêu cực của họ, dẫn đến việc mất đi sự tự tin và động lực trong cuộc sống. Theo phong thủy, những suy nghĩ tiêu cực này có thể làm tổn hại đến tinh thần và sức khỏe của bạn,
tạo ra một môi trường sống không lành mạnh. Kết giao với người bi quan, bạn sẽ dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của sự bất mãn và thất bại. Để duy trì một cuộc sống tích cực và tràn đầy năng lượng, bạn nên bao quanh mình bởi những người có thái độ lạc quan, tích cực và biết trân trọng cuộc sống. 5. Người có thói quen phản bội và không trung thành. Loại người cuối cùng mà bạn cần phải tránh xa chính là người phản bội và không trung thành. Những người này có thể mang đến cho bạn sự đau khổ và tổn thương lớn lao, đặc biệt khi bạn tin tưởng họ quá nhiều. Sự phản bội không chỉ gây tổn thương về mặt tình cảm mà còn tạo ra những vết sẹo tinh thần khó lành. Trong phong thủy, sự phản bội được xem là một dạng năng lượng phá hoại, có thể làm suy giảm vận khí và mang đến những điều xui xẻo cho bạn. Khi bị phản bội, bạn sẽ mất đi niềm tin, ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác và dễ dàng bị cuốn vào các tình huống khó khăn, không thể phát triển. Để bảo vệ bản thân, hãy cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn bè và đừng bao giờ đặt niềm tin tuyệt đối vào những người có dấu hiệu của sự không trung thành. Trên đời này, không phải ai cũng đáng để chúng ta kết giao và tin tưởng. Những mối quan hệ xấu có thể kéo cuộc đời bạn đi xuống, khiến bạn gặp phải nhiều vận xui và khó khăn không đáng có. Vì vậy, hãy luôn tỉnh táo, biết cách lựa chọn bạn bè và đối tác, tránh xa những người mang đến năng lượng tiêu cực và ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bạn. Đừng để những mối quan hệ không lành mạnh kéo bạn xuống, mà hãy tìm kiếm những người bạn đồng hành tốt, cùng nhau tiến bước trên con đường phát triển và thành công. Quý vị thân mến, phong thủy, tử vi và tâm linh. Trong cuộc sống, lòng nhân ái và sự giúp đỡ người khác luôn là điều đáng quý. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự giúp đỡ cũng mang lại điều tốt lành. Có những tình huống mà sự giúp đỡ vô tình lại trở thành nguyên nhân khiến bản thân gặp phải rủi ro, vận xui, thậm chí là đại họa. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 5 việc giúp đỡ mà theo phong thủy và tâm linh, nếu giúp người khác trong những tình huống này, chính chúng ta lại tự mang xui xẻo đến cho bản thân. Những điều này không chỉ là những tín hiệu, mà còn là những lời cảnh báo mà chúng ta cần phải lắng nghe và thấu hiểu. Hãy cùng tôi khám phá sâu hơn, để biết cách bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những rủi ro không đáng có. Giúp đỡ người khác trả nợ. Một trong những việc làm tưởng chừng như rất cao cả và nhân văn, nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro là giúp đỡ người khác trả nợ. Theo phong thủy và các nguyên tắc tâm linh, nợ nần là một gánh nặng tài chính, nhưng nó cũng liên quan đến nghiệp chướng của người mắc nợ. Khi bạn giúp họ trả nợ, vô tình bạn đã can thiệp vào vận mệnh của họ, và điều này có thể khiến nghiệp xấu của họ truyền sang bạn. Hơn nữa, việc trả nợ thay còn làm gián đoạn quá trình học hỏi và trưởng thành của người mắc nợ, khi họ không phải đối mặt với hậu quả từ hành động của mình. Trong nhiều trường hợp, giúp đỡ như vậy sẽ mang lại vận xui cho bạn, khiến bạn phải chịu đựng những khó khăn tài chính không đáng có. Điều này không có nghĩa là bạn không nên giúp đỡ, nhưng hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Cho vay tiền mà không có ý định đòi lại. Việc cho vay tiền không có kế hoạch thu hồi là một hành động có thể mang lại nhiều rủi ro cho cả người cho vay và người vay. Trong phong thủy, tiền bạc mang một năng lượng rất đặc biệt, và khi bạn cho đi mà không đòi lại, bạn đã tự mình làm suy yếu năng lượng tài chính của bản thân. Năng lượng này không chỉ ảnh hưởng đến tài chính mà còn tác động đến vận may, công danh và cuộc sống gia đình của bạn. Đặc biệt, khi cho vay mà không rõ ràng về ý định, bạn có thể vô tình tạo ra một mối liên kết xấu với người vay, làm cho cả hai bên cùng bị tổn hại về năng lượng. Việc giúp đỡ này có thể khiến bạn mất mát nhiều hơn là những gì bạn có thể tưởng tượng, và từ đó, vận xui sẽ theo đuổi bạn. Vì vậy, trước khi quyết định cho vay tiền, hãy suy nghĩ thấu đáo về khả năng thu hồi và sự cần thiết của việc giúp đỡ này. Giúp người khác xây nhà. Xây nhà là một việc lớn trong đời người, liên quan đến nhiều yếu tố phong thủy và tâm linh. Mỗi ngôi nhà đều mang một vận mệnh riêng, ảnh hưởng đến cả gia chủ và những người sinh sống trong đó. Khi bạn giúp đỡ người khác xây nhà, dù là tài chính hay công sức, bạn có thể vô tình can thiệp vào phong thủy của ngôi nhà đó. Điều này có thể dẫn đến việc bạn mang theo vận xui của ngôi nhà đó về cho chính mình, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tài lộc và cuộc sống của gia đình bạn. Đặc biệt, nếu ngôi nhà đó nằm trên mảnh đất có vấn đề về phong thủy,
Việc bạn tham gia xây dựng có thể khiến vận xui lan tỏa sang bạn, khiến cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, hãy cẩn trọng khi nhận lời giúp đỡ ai đó xây nhà, để tránh rơi vào những tình huống khó xử. Chuyển đồ vật quý giá từ nhà mình sang nhà khác. Trong phong thủy, mỗi đồ vật trong nhà đều có một ý nghĩa và tác động nhất định đến năng lượng của ngôi nhà đó. Khi bạn chuyển những đồ vật quý giá từ nhà mình sang nhà khác, bạn không chỉ di chuyển vật chất mà còn di chuyển cả năng lượng của nó. Đặc biệt là những vật phẩm phong thủy, chúng thường được sử dụng để bảo vệ và tăng cường năng lượng cho gia đình. Nếu bạn chuyển chúng sang nhà khác, bạn có thể làm suy yếu năng lượng bảo vệ của nhà mình, khiến gia đình bạn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tiêu cực từ bên ngoài. Hơn nữa, nếu ngôi nhà mới không phù hợp với năng lượng của vật phẩm đó, nó có thể phản tác dụng, không chỉ gây hại cho ngôi nhà đó mà còn mang lại vận xui cho bạn. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định chuyển đồ vật quý giá từ nhà mình đi nơi khác. Giúp người khác trong các nghi lễ tâm linh mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghi lễ tâm linh, dù lớn hay nhỏ, đều mang theo một sức mạnh và ý nghĩa đặc biệt. Khi bạn giúp đỡ người khác trong các nghi lễ này mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn có thể vô tình gánh lấy những năng lượng tiêu cực từ các nghi lễ đó. Trong nhiều trường hợp, nếu không đủ kiến thức hoặc không thực sự hiểu rõ về nghi lễ mà bạn tham gia, bạn có thể gây ra những sai lầm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến cả người được giúp và chính bản thân bạn. Những năng lượng tiêu cực này có thể theo bạn về nhà, làm xáo trộn cuộc sống và mang lại những điều không may mắn. Đặc biệt là các nghi lễ trừ tà, giải hạn, nếu không thực hiện đúng cách, không chỉ không mang lại kết quả như mong đợi mà còn khiến bạn gặp đại họa. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ trước khi tham gia hoặc giúp đỡ người khác trong các nghi lễ tâm linh. Kính thưa quý vị, giúp đỡ người khác luôn là một điều đáng quý, nhưng không phải lúc nào nó cũng mang lại những điều tốt lành cho chính chúng ta. Qua những gì chúng ta vừa phân tích, hy vọng rằng quý vị đã có thêm những kiến thức hữu ích để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những rủi ro không đáng có. Hãy nhớ rằng, phong thủy và tâm linh luôn hiện diện xung quanh chúng ta, và việc hiểu biết, tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trở nên hài hòa và bình an hơn. Quý vị thân mến! Những bí ẩn kỳ diệu của phong thủy, tử vi và tâm linh. Trong cuộc sống hàng ngày, có những buổi sáng thức dậy, ta cảm nhận được những điều đặc biệt diễn ra xung quanh ngôi nhà của mình. Đó có thể là những dấu hiệu tưởng chừng như bình thường, nhưng theo quan niệm phong thủy, chúng mang trong mình những thông điệp từ vũ trụ, báo hiệu vận may và tài lộc đang đến gần. Nếu bạn đã từng thức dậy và thấy quanh nhà xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ mà chưa rõ ý nghĩa của chúng là gì, thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 7 điềm báo cực kỳ may mắn. Đây là những dấu hiệu đặc biệt mà nếu nhận ra và hiểu rõ, bạn sẽ biết rằng mình đang đứng trước cơ hội lớn, có thể là dấu hiệu cho sự phát tài, giàu có và thậm chí là lộc trời ban. Hãy cùng lắng nghe và khám phá, để không bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nào mà có thể đang mở ra cho bạn cánh cửa đến với một tương lai thịnh vượng. Bướm bay vào nhà và đậu lại trong nhà. Bướm là loài vật tượng trưng cho sự biến đổi, sự chuyển hóa từ những gì bình thường thành phi thường. Nếu vào buổi sáng sớm, bạn thấy bướm bay vào nhà và đậu lại, đặc biệt là bướm có màu sắc rực rỡ như vàng, trắng hoặc xanh, đây là một điềm báo vô cùng tốt lành. Theo phong thủy, bướm là sứ giả mang đến những tin vui, tài lộc và may mắn. Khi bướm vào nhà, nó báo hiệu cho sự xuất hiện của những cơ hội mới trong kinh doanh hoặc những điều tốt lành sẽ đến với gia đình bạn. Đặc biệt, nếu bướm đậu lại lâu trong nhà, điều này còn ám chỉ rằng sự thịnh vượng sẽ đến và ở lại lâu dài với gia đình bạn. Trẻ con nô đùa trước nhà. Trẻ con là biểu tượng của sự tinh khiết và ngây thơ, là những linh hồn thuần khiết nhất. Nếu buổi sáng, khi bạn thức dậy và thấy trẻ con đang nô đùa vui vẻ trước nhà, đây là một dấu hiệu cực kỳ may mắn. Trẻ con mang theo năng lượng dương tích cực, và khi chúng cười đùa trước cửa nhà bạn, điều này báo hiệu rằng những điều tốt lành đang hiện diện xung quanh không gian sống của bạn. Những âm thanh vui vẻ này là điềm báo cho sự thịnh vượng và tài lộc sắp đến, đồng thời cho thấy rằng ngôi nhà của bạn đang được bao phủ bởi năng lượng tích cực. Nghe thấy tiếng chuông hoặc tiếng gió thổi qua chuông gió. Tiếng chuông hoặc âm thanh từ chuông gió là một trong những dấu hiệu phong thủy quan trọng, đặc biệt là vào buổi sáng.
Khi bạn thức dậy và nghe thấy tiếng chuông gió reo vang, đó là một điềm báo tốt lành. Chuông gió trong phong thủy tượng trưng cho sự hòa hợp, sự thanh lọc và luân chuyển của năng lượng. Âm thanh của chuông gió báo hiệu rằng những nguồn năng lượng tích cực đang lan tỏa khắp ngôi nhà, mang theo may mắn và tài lộc. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy rằng những dự định hoặc kế hoạch của bạn sẽ diễn ra suôn sẻ và thành công. Cây trong nhà đột nhiên nở hoa vào buổi sáng. Nếu buổi sáng bạn phát hiện cây cảnh trong nhà bất ngờ nở hoa, đặc biệt là những loài hoa mang màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng hoặc tím, đây là điềm báo của sự thịnh vượng. Hoa tượng trưng cho sự phát triển và sự sinh sôi, nảy nở. Khi cây trong nhà nở hoa vào buổi sáng, điều này không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn báo hiệu rằng năng lượng dương tích cực đang tràn ngập ngôi nhà của bạn. Đây là dấu hiệu cho thấy những dự án hoặc công việc mà bạn đang theo đuổi sẽ thành công, mang lại lợi nhuận và may mắn ngoài mong đợi. Chó sủa vui vẻ hoặc nhảy cẩn lên khi thấy bạn. Chó không chỉ là loài vật trung thành mà còn được coi là linh vật mang lại may mắn trong phong thủy. Nếu sáng sớm, khi bạn thức dậy và thấy chó trong nhà vui vẻ sủa hoặc nhảy cẩn lên, đây là dấu hiệu tốt. Chó cảm nhận được năng lượng tốt và nếu chúng tỏ ra phấn khởi, điều đó có nghĩa là gia đình bạn đang được bảo vệ bởi những nguồn năng lượng tích cực và tài lộc, may mắn đang tiến đến gần. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy trong thời gian tới, bạn có thể nhận được những tin vui từ công việc hoặc cuộc sống, và những khó khăn sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Tiếng cười nói của người đi qua nhà. Nếu buổi sáng, bạn nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng của những người đi qua trước cửa nhà, đặc biệt là âm thanh từ những người có thái độ vui vẻ, đây là điềm báo tốt lành. Tiếng cười nói là biểu hiện của niềm vui, và khi âm thanh này xuất hiện xung quanh nhà bạn, nó báo hiệu rằng không khí tốt lành đang bao trùm không gian sống của bạn. Những âm thanh này mang theo năng lượng tích cực, hứa hẹn rằng bạn sắp trải qua một giai đoạn may mắn, tài lộc và thành công. Tiếng chim hót líu lo quanh nhà. Tiếng chim hót vào buổi sáng sớm là một âm thanh dễ chịu và đầy sức sống, nhưng nó cũng mang ý nghĩa phong thủy quan trọng. Chim hót quanh nhà báo hiệu cho sự sinh sôi, nảy nở và sự kết nối với thiên nhiên. Nếu buổi sáng bạn nghe thấy tiếng chim hót líu lo quanh nhà, đây là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp đón nhận những điều tốt lành. Tiếng chim hót còn là điềm báo của sự may mắn, sự gia tăng về tài lộc và những cơ hội mới đang đến gần. Đây là thời điểm mà bạn nên mở rộng lòng mình để đón nhận những điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến. Những dấu hiệu trên đây là những điềm báo may mắn mà bạn có thể gặp phải vào buổi sáng sớm. Mỗi dấu hiệu đều mang trong mình một thông điệp từ vũ trụ, cho thấy rằng gia đình bạn đang được hưởng lộc trời ban, và những điều tốt lành, tài lộc đang trên đường đến với bạn. Hãy đón nhận những dấu hiệu này với lòng biết ơn và sự tin tưởng rằng bạn đang ở trong một giai đoạn vô cùng thuận lợi, khi mà mọi điều tốt đẹp đang chuẩn bị đến với bạn. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, không ai tránh khỏi những lúc vận xui đeo bám, nợ nần chồng chất, và dường như mọi cánh cửa may mắn đều khép lại trước mắt. Những lúc như vậy, chúng ta thường cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, không biết phải làm gì để hóa giải những điều không may mắn đó. Tuy nhiên, theo phong thủy và tử vi, có những cách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để cải thiện vận mệnh, thu hút tài lộc và biến đổi vận xui thành vận may. Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị 6 mẹo phong thủy đơn giản mà hiệu quả, giúp hóa giải mọi xui xẻo, chiêu tài hút lộc về cho gia chủ. Dù bạn đang gặp khó khăn đến đâu, chỉ cần áp dụng những mẹo này, cuộc sống của bạn sẽ nhanh chóng thay đổi, phất lên giàu có và may mắn hơn bao giờ hết. 1. Đặt muối ở góc nhà, hóa giải vận xui. Mẹo phong thủy đầu tiên mà chúng ta sẽ thảo luận chính là việc đặt muối ở các góc nhà. Trong phong thủy, muối được coi là vật phẩm có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực, loại bỏ những điều không may mắn ra khỏi không gian sống. Để thực hiện mẹo này, bạn chỉ cần đặt một bát muối ở mỗi góc nhà, đặc biệt là ở những góc tối, ít ánh sáng. Sau một thời gian, bạn sẽ thấy không khí trong nhà trở nên trong lành, nhẹ nhàng hơn, và những điều xui xẻo cũng dần dần tan biến. Đây là cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để hóa giải vận xui và tạo điều kiện cho những năng lượng tích cực, may mắn tràn ngập trong ngôi nhà của bạn. 2. Treo gương bát quái, đẩy lùi năng lượng xấu.
Gương bát quái là một trong những vật phẩm phong thủy được sử dụng rộng rãi để đẩy lùi năng lượng xấu, bảo vệ ngôi nhà khỏi những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Khi treo gương bát quái trước cửa nhà, nó sẽ phản xạ lại những năng lượng tiêu cực, ngăn không cho chúng xâm nhập vào không gian sống của bạn. Đây là cách hiệu quả để bảo vệ ngôi nhà khỏi những xui xẻo, rủi ro, đồng thời thu hút năng lượng tích cực, giúp gia chủ nhanh chóng vượt qua khó khăn, cải thiện vận mệnh và tài lộc. Khi áp dụng mẹo này, bạn cần lưu ý treo gương bát quái đúng vị trí và hướng dẫn để đạt hiệu quả tối đa. 3. Sử dụng cây phong thủy, thu hút tài lộc. Cây xanh không chỉ có tác dụng làm đẹp không gian sống, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện phong thủy, thu hút tài lộc vào nhà. Những loại cây phong thủy như cây kim ngân, cây phát tài hoặc cây lưỡi hổ được cho là có khả năng mang lại may mắn, tiền tài cho gia chủ. Đặt cây phong thủy ở những vị trí thích hợp trong nhà, chẳng hạn như phòng khách, phòng làm việc hoặc cửa ra vào, sẽ giúp bạn chiêu tài hút lộc, cải thiện vận mệnh. Cây xanh còn giúp cân bằng năng lượng, tạo sự hài hòa trong không gian sống, từ đó xua tan mọi vận xui và mang lại sự thịnh vượng, giàu có. 4. Đặt bể cá phong thủy, kích hoạt tài lộc. Bể cá phong thủy không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, tươi mát cho không gian sống mà còn được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng và tài lộc. Theo phong thủy, nước tượng trưng cho tài lộc và bể cá với dòng nước luân chuyển liên tục sẽ giúp kích hoạt năng lượng tài lộc, mang lại may mắn và của cải cho gia chủ. Để đạt hiệu quả cao, bạn nên chọn những loại cá phong thủy như cá chép, cá rồng hoặc cá kim long và đặt bể cá ở vị trí phù hợp trong nhà, chẳng hạn như phòng khách hoặc gần cửa ra vào. Lưu ý là cần chăm sóc bể cá sạch sẽ, nước trong và cá khỏe mạnh để đảm bảo dòng năng lượng tích cực luôn được duy trì. 5. Đốt hương trầm, thanh tẩy không gian, mời gọi tài lộc. Hương trầm không chỉ có tác dụng làm sạch không gian sống mà còn được coi là cầu nối giữa con người và thế giới tâm linh. Khi đốt hương trầm, bạn không chỉ thanh tẩy những năng lượng tiêu cực mà còn mời gọi các thần linh, tổ tiên và những linh hồn tốt đẹp đến bảo vệ và phù trợ cho gia đình. Đốt hương trầm vào những dịp đặc biệt như rằm, mùng 1 hoặc khi cảm thấy không gian sống nặng nề, u ám sẽ giúp bạn hóa giải xui xẻo, thu hút tài lộc và mang lại sự an lành, thịnh vượng. Hương trầm còn giúp tâm hồn trở nên thanh tịnh, bình an, từ đó giúp bạn dễ dàng đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 6. Sử dụng đèn chiếu sáng, kích hoạt năng lượng tích cực. Ánh sáng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phong thủy, là yếu tố không thể thiếu để kích hoạt năng lượng tích cực và thu hút tài lộc vào nhà. Nếu bạn cảm thấy không gian sống của mình u tối, nặng nề, hãy ngay lập tức cải thiện hệ thống chiếu sáng. Đèn chiếu sáng không chỉ giúp ngôi nhà trở nên sáng sủa, tươi mới mà còn có tác dụng đẩy lùi năng lượng tiêu cực, kích hoạt vận may và tài lộc. Bạn có thể sử dụng đèn pha lê, đèn chùm hoặc đèn nến ở những vị trí quan trọng như phòng khách, phòng làm việc hoặc cửa ra vào để tạo dòng năng lượng tích cực, giúp gia chủ nhanh chóng thoát khỏi vận xui và thu hút tài lộc dồi dào. Kính thưa quý vị, trong phong thủy, mỗi chi tiết nhỏ trong không gian sống đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh và tài lộc của chúng ta. Những mẹo phong thủy mà tôi vừa chia sẻ không chỉ giúp hóa giải xui xẻo, nợ nần mà còn mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia đình bạn. Hãy áp dụng ngay những mẹo này để thay đổi vận mệnh, thu hút tài lộc và sống cuộc đời hạnh phúc, an khang.